Rồi, ok, xin chào anh em mới vô nha. Kính chúc anh em buổi trưa xem lao dễ lắm ơi. Và chiều hôm nay thì cái nhiệm vụ của gia tẩu đạt 7k anh em. Đó, bây giờ Khải sẽ lưu lại cái video này để xem thử móc 7k Khải mở được cái sân hà gì nha anh em. Thì theo như lịch trình, lộ trình của server thì móc 7k ở cùng mấy chỗ công thành chiến xưa này .net này á, thì nó sẽ được cái sân hà 2. Và các bạn sẽ mở random nha anh em. Đúng rồi. Vô làm mấy cái này thì Khải hoàn thành nhanh anh em ơi. 25 cái đủ làm rồi. Phúc Duyên 1. Ví dụ như Phúc Duyên thì dùng cái đó. Duyên 1. Còn mua 50 cái rồi. Thôi đợi đó không sao, ok. Đợi đó ngày mai làm cũng được. Danh vòng 1. Ví dụ danh vòng 1 qua đây nhận 3 điểm. Mười tám cái nữa, rẹt rẹt anh em. Cái này ba mươi giờ tàu có làm rất nhạt nè. Rồi chuẩn bị từ khui ra sân hà gì đây. Hôm trước thì sân hà một thì thiệt sự xui khui ra cái cuốn thiên môn bang, thiệt sự là không làm sạch, không sai được nữa mà sốc luôn. Hello mình nha, anh em mới vô cho một like chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Phương Dương 20 đúng. Một chiều kinh nghiệm, chiều kinh nghiệm thì có thể sử dụng nhanh luôn. Đó, không cần tốn gì hết. Đó, rẹt rẹt. Phương pháp 1 đến 5. Cái này cũng có mà làm biến quá nè mày. Tốn 10 xu luôn. Không lâu 1 đến 10 nhưng cái này cũng có luôn nè. Không lâu 1 đến 10. Đây. Bắn pháo hoa. Rồi, kính chúc anh em buổi trưa xem live dễ nè mày. Anh em đang xem thì đừng ngại có thể từ ở fanpage kết qua cho YouTube, cho Khải một view cũng như là một đăng ký kênh YouTube chơi nha anh em ơi. Và Khải hay live trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút tối hàng ngày nha anh em. Trưa thì sắp xếp được thì Khải sẽ lên trưa. Chủ đạo vẫn là tối này mà. Trưa hôm nay thì có một số phổ biến cũng như là một số cái cần live cho anh em xem. Như là ngày hôm nay đó, Khải đang làm sân hà đó gần móc 7k nha anh em. Và cái nữa, sử dụng nhanh luôn. Một chiều kinh nghiệm. Rồi 7k được gì đây. Đó, bảo rương hoàn thành giả tạo 7.000 nha em. Đó, sau khi xong thì Khải sẽ được một cái này, anh em nhìn sơ qua này. Sử dụng nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức quý đại hiệp bỏ ra để hoàn thành giả tạo. Đó, thì như Khải có để ý có nói sơ qua thì cái móc 7k này sẽ được sơn hà 2. Thì bây giờ Khải làm hết cái giả tạo này đi. Đó, anh em chúng ta cùng lên hoa sơn cảnh kỹ chưa, mở xem thử ra sơn hà của môn phái nào nha em. Nếu ra đường môn của mình luôn thì cắn luôn em mà. Nếu ra đường môn mình luôn thì cắn luôn. Hiện tại Khải thì chưa mua được sơn hà 1. Sơn hà 1 tầm này ít thôi mà Adder thu quá nè, nên là không mua. Nên là sơn hà 2 bây giờ có thì càng tốt nè. Chứ sơn hà 2 ép tốn mấy triệu bạc đó nè. Tốn mấy triệu bạc mới được cuốn sơn hà 2 đó. Một bộ bí kíp đường môn như là Võ Lâm Tịch Tẩy Thiên Kinh, tỷ lệ ép chỉ có 30% lên thôi, nên là nó rất là khó. Rồi đi mở cái này dựng nạc rồi đó. Chàng rồi, bước, bước. Rồi giờ lên kia khui thì ra sân hà về nha anh em. Đường môn sân hà 2 thì nó sẽ tăng 300 sinh lực, 300 nội lực kèm với bỏ qua kháng tính của đối phương 5%. Nó rất là ngon nè mà, lấy tiền mắt rất là ngon. Rồi để khui đó nè. Rồi, vô. Khui. Chừng nào bánh này lắc rồi nè mày. Đó, vừa rồi làm 30 giờ tàu tốn cũng 21 cá thôi nè. Rồi, khui này, xem sân hà phái gì nha anh em. Khui, rồi tắt này đây. Rồi, khui này. Đầm tiên. Sân hà phái gì đây. Đó, nó ra một con sân hà rồi nè mày. Nghe mi ok. Nghe mi ngon. Đồ ngon anh em à. Rồi cho nghe mi Khải luôn. Đẹp luôn anh em ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được một cuốn được ạch mình xài luôn anh em ơi. Quá đẹp. Ra được sân hàng nghe mi quyển 2 anh em. Cuốn này thì như Khải có nói sơ qua, nó sẽ tăng cho mình đó là hơn 300 điểm sinh lực, hơn 300 điểm nội lực và kèm với bỏ qua kháng tính đối phương 5%. Nếu như mình tăng mắt nha anh em. Nếu mình tăng đam mắt điểm vào nha anh em. Cái này thì sẽ lấy dùng kỹ năng tăng vào. Ok, bây giờ Khải sẽ bỏ qua nghe mi mà sử dụng luôn anh em ạ.
Rồi, ok. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. 20. Quá đẹp. Đừng có mây cắn nha Nam. Hôm nay nếu ngày mây cắn thì điểm đâu mà tăng ra từ từ. Nghiên cứu tính sau nha Nam. Rồi, bỏ ngày mây ngay. Rồi, đẹp. Hello John Mid nha, hello này mới vô nha. Rồi, bây giờ Khải áo mặc cho Cường. Cường vô hoạt động đi Cường ơi, Khải áo game nha. Khải áo cho Cường vô nè. Rồi, ngày mây cầm rồi nha Nam. Đây, đó, ok chưa. Ngày mây nha Nam. Quá đẹp. Rồi, bữa nào cũng ngày mây làm tiếp tục thử ra cái gì. Rồi, ok, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên đỡ lại cho video này một like sẽ ủng hộ chơi em ơi. Vừa rồi thì ra sân hàng ngày mây quá ok rồi Nam. Ít hôm nữa con ngày mây này á, nó sẽ đạt mốc 7.000 giả tạo tiếp. Thì đỡ xem thử ra cuốn sân hàng gì cho anh em xem tiếp tục nha. Ok.